Xin chào cả nhà. Hiện tại thì mình đang có mặt tại phường Bến Thành, quận 1 ở thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì chỉ còn khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ nữa thì anh Mến sẽ quay trở lại tại phòng bệnh viện thẩm mỹ GW Hàn Quốc của bác sĩ Tú Dung. Và hiện giờ thì tâm trạng của anh như thế nào anh Mến? Nói chung là em cũng hồi hộp và lo lắng lắm. Anh biết là hôm nay sẽ lên thành phố sẽ làm những cái công việc gì không ạ? Thì em cũng nghe anh nói là sơ qua là trong tin nhắn là chỉ lên xét nghiệm sinh khiết vậy thôi, chứ cụ thể thế nào thì anh không có hiểu. Em có thể chia sẻ cho anh để anh bớt lo nha. Ngày hôm nay thì anh sẽ quay trở lại bệnh viện và tóm lại là sẽ có rất nhiều việc để làm. Trước hết thì các bác sĩ sẽ mổ sinh khiết. Mổ sinh khiết là sẽ lấy anh một cái phần nhỏ của tế bào này, rồi sẽ đem đi kiểm tra thử là nó có bị khi mà mình cấy thêm thì có bị ảnh hưởng gì không. Trong đó là chuyên môn của các bác sĩ. Và ngoài ra thì cũng sẽ kiểm tra tất cả sức khỏe của anh về nội tạng để quá trình phẫu thuật thì nó có bị ảnh hưởng gì nhiều không. Đây là làm rất là nhiều việc. Tóm lại là bác sĩ dặn em thông tin lại với anh là sẽ phải ở như một ngày. Và hôm qua thì ở bên bệnh viện thẩm mỹ GW Hàn Quốc khá là chu đáo. Có gọi cho em nói là anh Mến có chỗ ở chưa, và để thuận lợi cho cái việc mà trong nhiều ngày ở Sài Gòn á thì bệnh viện sẽ bố trí một cái phòng bệnh lưu trú cho anh. Anh sẽ ở lại bệnh viện và sẽ có các cái đội ngũ y tá chăm sóc. So với các cái lần trước, đây là lần thứ 3. Lần thứ 3 anh quay trở lại Sài Gòn thì anh cảm xúc lúc này so với tâm trạng hai lần đầu thì hai lần trước thì như thế nào ạ? Nói chung lần này là em cũng hồi hộp mà lo lắng thôi, nhưng mà cũng vui lắm. Đã được anh lên để mà làm kiểm tra toàn bộ. Như thế là anh nghĩ là có khả năng là anh có thể thẩm mỹ đâu không ạ, báo tạo đâu không ạ. Cơ hội của anh rất là lớn. Ngày hôm qua anh lên Sài Gòn lúc mấy giờ ạ? Lúc 5 giờ mấy anh ở nhà đi lên. Đi lên tới Hà Nội gặp anh Bùi Hào và chuyện là nó cũng hơi chơi. Lên tới đây là 2 giờ sáng. Lên đây là 2 giờ sáng và hiện giờ thì mới có 6 giờ mấy thôi là mấy anh em lại gặp nhau rồi. Chắc trong xuyên suốt hôm qua giờ ngủ được được nhiều không? Hay là hồi hộp lo lắng gì không? Nói chung là tôi qua mệt nở quá cũng ngủ được và tướng cũng ngon lắm. Và sáng con người cũng thoải mái rồi. Em nhớ rằng là mỗi khi mà anh lên Sài Gòn á, ngồi ở ngoài đường giao lộ như thế này nè, đường phố như thế này nè, anh không có dám để cái khuôn mặt mình, phải đeo kín khẩu trang. Và đặc biệt nữa là anh không có chịu uống nước. Nhưng mà sao hôm nay thì anh lại không đeo khẩu trang? Tại vì nói chung á, do hai lần trước anh cảm thấy anh đã làm một cần giúp đỡ anh rồi. Anh nghĩ là trên cộng đồng mạng rồi, em cũng đuổi ước anh rồi, nên anh không còn tự tư, không còn mạo mùng nữa. Anh tôi đã thoải mái tự nhiên nữa. Vừa rồi thì bác sĩ có tặng cho anh một cái nẹp để tạo hình lại khuôn mặt của anh, cái định hình khuôn mặt anh. Thì lúc đó thì anh về anh sử dụng thấy cái cơ mắt và cơ thể anh nó ổn định hơn, nó khỏe hơn. Đúng rồi, nếu mà được đặt định hình nó vô thì nó khuôn mắt nó sáng hơn và nó kiểu nó rõ hơn. Các bác sĩ, các giáo sư ở Mỹ á, sau khi mà xem cái hình ảnh mà anh xài cái định hình lại á, thì các bác sĩ khuyến khích là sử dụng nó rất là tốt. Và trong cái ca đối với trường hợp của anh thì có sự tham gia của một giáo sư người Mỹ, là một người bạn thân của bác sĩ Tú Dung, và còn có những cái chuyên gia đến từ Hàn Quốc nữa, những cái chuyên gia hàng đầu liên quan đến tái tạo và phẫu thuật tạo hình. Thì đây, nếu như em sẽ tiết lộ cho anh. Nếu như mà một cái chi phí mà để mổ và tham gia rất là nhiều chuyên gia như vậy á, thì có khi lên tiền tỷ. Và anh thấy là mình là một trong những người mà thật sự may mắn á. Anh nghĩ có anh là thật người có là may mắn luôn. Tại vì nếu mà đối với anh á, dù 10 triệu hay là thôi là gia đình anh cũng không có khả năng rồi. Mà tới tay phẫu thuật của anh nó tiền tỷ rất là lớn đối với cả cuộc đời anh luôn. Nếu mà được các bác sĩ trợ giúp anh như vậy, anh rất là vui. Anh cũng rất là cảm ơn các bác sĩ. Em hỏi bên lề một xíu là những ngày đây qua thì anh có xem những hình ảnh liên quan đến người
là từng cứu mạng mình, đó là thầy Tèo. Có xem những hình ảnh đó hay không anh? Dạ có luôn, theo dõi thấy lúc nào nhà thầy rất là đông khách, thấy bệnh nhân là rất là nhiều luôn, nên thầy rất là bận rộn cũng tội của thầy đó. Lúc đó thì anh cảm thấy rất là vui lắm, tại vì thầy đã trở lại và giúp đỡ nhiều bệnh nhân chữa bệnh rất là nhiều, người anh rất là vui luôn. Nếu như ngày hôm nay nhập viện thì anh sẽ ở lại đây, thì công việc ở quê nhà thì sao? Nói chung công việc ở nhà anh cũng đã sắp xếp hết rồi, anh là em nói là em đi Sài Gòn là nói khám là làm các ở nhà thì cũng nói với chú quét hết rồi, là em nữ thời gian ở từ tự khuôn mặt hết. Trong thời gian qua thì em được biết là sau khi anh được anh Bùi Hồ dẫn đi mua cái điện thoại mới thì anh được nhận được rất là nhiều cuộc gọi. Thì trong đó những cuộc gọi nào mà khiến anh bực chạy tinh thần nhất, và những cái cuộc gọi nào mà anh khiến anh nhớ nhất nè? Có một cô bạn là ở bên Trung Quốc, một cô giáo khoảng 26 tuổi, luôn ủng hộ quan tâm anh trong suốt hành trình từ Sài Gòn lên, từ dưới quê lên Sài Gòn. Một cô gái 26 tuổi? Dạ. Cô gái này như thế nào? Không có biết, đơn cử là thêm những clip trên YouTube và gặp thấy hoàn cảnh của anh như thế đó, rất là thương, rất là đồng cảm và tội nghiệp cho anh, và cổ an ủi rất là nhiều và động viên anh rất là nhiều. Từ hôm qua lên tới giờ lên tới Sài Gòn luôn, và một hai giờ sáng tối vẫn trò chuyện vẫn nhắn tin với anh và động viên anh. Chú, wow. 26 tuổi là mới sinh năm 1995 thôi, nhỏ hơn em 1 tuổi. Và cô gái này là quê ở đâu, tiết lộ thêm đi, em tò mò quá. Nói chung á, quê gốc gác của cổ là ở An Giang, nhưng mà sau này gia đình lên Bình Dương lập nghiệp, rồi cổ thì đi qua Trung Quốc lao động, xuất khẩu lao động. Ở đâu anh? Qua Trung Quốc xuất khẩu lao động. Trung Quốc. Vậy thì liên lạc anh qua Zalo hay là? Dạ đúng rồi, quen gặp qua Zalo. Tại vì lúc trước có anh con anh Giang Bình Bứ á, có lo chuyện trực tiếp đó, rồi cổ cũng đã xem rồi, mới biết anh xin số điện thoại rồi cũng kết bạn ra luôn. Vậy thì có lẽ là đây là một trong những cái người mà có duyên với anh đúng không? Dạ, đúng mà rồi. Một người xa lạ mà anh chưa biết quen biết gì hết, là chỉ dạ, biết đúng. Là đồng hương thôi. Dạ. Nhưng mà đã có rất là nhiều động viên với anh. Dạ. Và ngoài ra trường hợp cô gái này thì còn ai nữa không anh? Nói chung thì cũng có rất là nhiều cô chú anh chị đó cũng quan tâm anh nhiều lắm. Nói chung là rất là nhiều luôn, và ở cả trong nước và ngoài nước luôn. Bạn phòng dương, bạn hà hỏi cơ, em cố gắng lên. Nhân tiện đây thì em cũng chia sẻ với anh thêm một cái bài thơ rất là hay, từ bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung. Người tí nữa đây anh sẽ gặp, và người đang giúp đỡ anh rất là nhiệt tình. Bác sĩ Tú Dung có một bài thơ đọc cho anh được rõ nha. Duyên vô tình gặp ở nơi đây, phận đời người nào ai biết trước, gắn cùng nhau vượt qua cửa khó, xin tươi hạnh phúc hẹn ngày mai. Đây là bài thơ của bác sĩ Tú Dung, và có thêm một bài nữa, bác sáng tác hai bài. Thương em nhiều quá hỡi mến ơi, họa đau ập đến nỗi tơi bời, đau thương chịu gánh ai nào thấu, dòng đời xuôi ngược biết về đâu. Và khi mà em tâm sự với bác á, thì bác có nói như thế này: tôi đã từng chứng kiến rất là nhiều căn bệnh, đặc biệt là những căn bệnh lạ, nhưng thật sự đã sốc và nhói đau khi nhìn thấy mến. Tôi không chắc sẽ phải trả lại gương mặt bình thường và tuổi thanh xuân đẹp đẽ cho em, bởi lẽ đây là căn bệnh quá khó và rất nhiều nơi từ chối điều trị. Nhưng bằng cả tấm lòng và chuyên môn của một bác sĩ, tôi chắc rằng sẽ kết nối với bác sĩ giỏi trong và ngoài nước để cùng hội chuẩn về bệnh tình của em. Khi mà anh tiếp nhận những cái bài thơ mà chính bác sĩ Tú Dung sáng cảm tác và sáng tác riêng dành cho anh về câu chuyện của anh, thì cái cảm xúc anh như thế nào, anh thể chia sẻ đôi điều? Lúc mà đọc bài thơ đầu tiên là anh thấy anh rẽ quá tôi anh đó, anh thấy là rất là hay và ý nghĩa, cảm động, anh rơi nước mắt luôn. Không ngờ bác sĩ tốt, đối xử tốt với anh. Bác sĩ thì cũng hay thường xuyên xem các cái hình ảnh của anh, thì có một lời nhắn trực tiếp với bác, thì anh có thể nhắn qua cái thông điệp clip này được không? Và nói chung là anh cứ muốn bảo là có nơi bác sĩ đã trong những ngày qua nhiệt tình giúp đỡ anh, và có thể có giúp đỡ của anh được hoàn toàn bình thường như anh người khác, thì anh có thể có nơi bác sĩ rất là nhiều rồi.
Rồi cũng hy vọng rằng là trong khoảng 1 giờ đồng hồ nữa, khi mà anh Mến quay trở lại bệnh viện thẩm mỹ GW Hàn Quốc, thì mọi thứ sẽ trong kế hoạch và có thể mổ càng sớm càng tốt. Và hy vọng rằng ca mổ của anh Mến sẽ thành công và mọi người đón nhận cái khuôn mặt mới nhất của anh. Hy vọng rằng là anh sẽ đẹp trai và đâu đó thì sẽ bước thêm một bước tiến mới trong hôn nhân nữa, được không? Có tính đường bước thêm một bước nữa trong hôn nhân không? Nè, có chuyện đó thì anh chưa có nghĩ đó. Phương pháp là em chỉ có khuôn mặt của anh thôi. Rồi, cố gắng nha. Dạ. Hẹn mọi người ở clip tiếp theo để coi thử là quá trình điều trị của anh Mến như thế nào. Dạ. Nhưng mà...